cho đó quý vị khán giả thân thương đến với chương trình Chuyện Phố Chuyện Nhà của công ty TFG, và quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube TFG Nhà ở Mỹ. Và ngày hôm nay như thường lệ thì chương trình sẽ trở lại với quý vị với những thông tin cực kỳ thú vị về thị trường địa ốc cũng như là về mortgage, về life insurance, về leasing management vân vân. Và ngày hôm nay thì đặc biệt hơn, trong studio hiện đang có hai người đại diện của công ty TFG, đó là chị Kim Khoa cũng như là chị Trâm Bùi. Chào hai người ạ. Thôi bây giờ mình nhường cho khách mời nha. Dạ. Rồi mời đến dạ. Em thấy em là khách cũ với khách mới. Khách mời nói chuyện với Liêm. Dạ. Dạ chào quý vị, em là Trâm Bùi, nhân viên địa ốc của công ty BFG. Thì hôm nay em rất là hân hạnh lại được nhận lời mời của chị Khoa với Liêm lại cùng tham gia thêm một cái chương trình cũng update về tình hình thị trường nhà cửa ở Houston. Dạ. Rồi, tôi khỏe và cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Liêm lúc nào cũng đồng hành với chị. Và cảm ơn Trâm là công việc rất là bận rộn nhưng mà vẫn phải chạy về tối để mà mình có thể quay được cái show này lại đến quý vị. Và Kim Thơ xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của chương trình Chuyện Phố Chuyện Nhà của công ty BFG. Đây là một chương trình mà gửi đến quý vị vào mỗi hàng tuần, thưa quý vị. Đó là những câu chuyện từ ở trong nhà ra ngoài phố và từ ngoài phố mình chạy về trong nhà, và rất mong là cái chương trình này sẽ giúp quý vị một vài những cái update của thị trường về địa ốc cũng như là chẳng hoặc là thế giới bảo hiểm ngày nay. Thì tôi mong rằng nếu quý vị có những sự góp ý hay những câu hỏi thì quý vị có thể liên lạc với chúng em ở trong inbox cho công ty hay là có thể email trực tiếp. Chúng em cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình. Dạ, và cũng có thể comment nữa, quý vị có thể comment trên thẳng trên YouTube hoặc là vào trong Facebook của công ty là Precious Realty and Mortgage để gửi những cái ý kiến đóng góp của quý vị, những câu hỏi mà quý vị cũng muốn quan tâm, những chủ đề quý vị muốn chúng tôi sẽ nói đến trong những chuyện phố chuyện nhà lần sau. Tôi luôn welcome quý vị. Ngày hôm nay đấy thì rất là lâu mới mời được Trâm trở lại, thì quý vị biết là Trâm cũng rất là bận, và quý vị nếu mà có theo dõi trên PFG nhiều, quý vị sẽ thấy là Trâm có hẳn một series đi show những căn nhà mới. Thì Trâm có cơ hội gặp được rất là nhiều builder cũng như là những người đại diện của builder. Câu hỏi đầu tiên cũng như là chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là mình cần Trâm update những cái gì mà đang diễn ra ngày hôm nay ở ngoài phố đó. Dạ thưa quý vị, là đến ngày hôm nay đó thì cái thị trường mình tương đối sôi động trở lại so với từ tháng 10 năm ngoái cho tới giờ. Từ tháng 10 năm ngoái cho tới tháng 1 thì mình thấy thị trường rất là chậm luôn, rất là vắng vẻ. Và lúc đó builder họ cũng chưa có gì đặc biệt hết. Nhưng mà từ sau giữa cuối tháng 1 cho tới hôm nay luôn, và chẳng nghĩ có thể tới trước hè, hoặc là có thể trước vài tháng trước khi hè tới đó, thì là builder sẽ tiếp tục cái chương trình khuyến mãi đây rất là lớn nè. Là hầu như trong tới builder nào cũng vậy, KB Home, Meritage, Long Lake, even Perry Home. Là Perry Home nổi tiếng xưa giờ là rất ít cho cái khuyến mãi luôn nè. Nhưng mà bây giờ bữa tuần vừa rồi mình cũng đi quay đó thì họ lại cũng cho rất là lớn luôn. Là tất cả, thứ nhất là họ đều bớt giá từ 20 tới 25 ngàn, và họ cho ít nhất là từ 5 ngàn cho tới 10 ngàn tiền closing cost assistant để mình làm loan. Họ lock rate sớm để mình được cái rate, bây giờ nó dùng cái rate nó cũng bình ổn không chị? Nó không có tăng nữa, nhưng mà nó cũng không, không có chịu xuống thôi, nhưng mà cũng có tăng lên. Đại khái là để cho mọi người, đặc biệt những quý vị buyer có thể từ từ quen dần và accept nó. Không phải đúng không? Nhà thì thật ra nếu mà nó về lên thì không có lên, nhưng mà xuống thì không có xuống. Yeah. Nhưng chỉ là đối với con cũng vẫn chưa không có cao lắm, nên đó là cái câu chuyện của nhà cửa thì sau tháng 3 thì trở đi thì con cũng tin là nhà cửa vững và vững mạnh và vững nhanh trên đường đúng không? Dạ. Dạ. Tại vì nội trong office của mình cũng quý vị biết, giống như các em biết là office của mình là 7 ngày trong tuần. Yeah. Để mình làm full time 7 ngày trong tuần và gần như là 24 tiếng một ngày, thưa quý vị, vì điện thoại của công ty BFG lúc nào cũng có người trả lời điện thoại, nên là biết được là cái tốc độ, cái tần suất vào nhiều như thế nào. Thì đối với con, nếu quý vị nghĩ là mình sẽ mua nhà và mình muốn cái nhà trong năm nay, thì con cũng nghĩ đồng nghĩa là quý vị cũng chuẩn bị cho mình thôi. Tại vì nếu mà mình chờ đợi một cái gì đó mà có thể không xảy ra thì thôi mình cứ làm càng sớm càng tốt. Thì chị nói nó chờ đợi, thì Liêm biết là chị nói thích chờ đợi cái gì. Tại vì rumor đó là người ta vẫn đồn đại với nhau là chờ đi, chờ tới thị trường nhà đất có thể sẽ xuống hay là sẽ có recession hay có gì đó. Nhưng mà cái market lúc này đối với Liêm cảm thấy nó rất là kỳ lạ, mà ngay cả những người mà chuyên
chuyên gia về kinh tế mà cũng chưa bao giờ thấy một cái mức đỉnh nó kỳ lạ như vậy. Về những cái tin tốt, ví dụ như là cơ hội việc làm lên tăng cao, thì stock lại rớt, market lại rớt, thì người ta rất là khó đoán được. Và đến bây giờ anh em cảm thấy là phải bây giờ trong tình thơm là anh thấy là bây giờ từng ngày thị trường nhà đất cũng không thể hạ nhiệt. Chính xác ạ. Thì giống như Lên nói với lại thưa quý vị là bây giờ mình đi ra build đòn đó, mình nghĩ mình mang khách đến cho build đòn, nhưng thật sự ra tới đó ngồi đó đợi cái người build đòn mà khách vô đường đường, giống như là họ giống như là ngày thường, giống như là mình không có inflation hay là mình không có cái chuyện là tiền lời đang 7 chấm mấy vậy đó, nghĩa là tại nhu cầu vẫn còn tăng và cái số lượng người về Houston mình vẫn rất là đông. Rồi đồng thời ấy, là như thấy các chị là từ đầu năm tới giờ cái số lượng người đi mướn nhà cũng tăng đột ngột luôn, thì đồng tất nhiên khi mà landlord họ thấy giá nhà tăng thì tất nhiên 2.500 họ tăng lên 2.600 nữa, thì lúc đó sẽ làm cho những tâm lý của người đi mua nhà họ lại quay xe thế bắt đầu quay xe đúng không? Yeah. Mình đi chơi ngược lại, ủa tại sao builder bây giờ họ đang offer quá nhiều, mình trả giá được với builder mình tại sao mình phải đi mướn nhà? Thì cũng có một bộ phận những cái người khách đó từ bỏ gì đi mua nhà, đi mướn nhà rồi lại quay trở thường đi mua nhà. Rất là thú vị, đó là điều đó Liêm chưa có nghĩ tới, nhưng mà anh Trâm mang đến thì mình thấy cũng make sense. Tại vì tại sao nếu như một cái payment một tháng mà từ 2000 mình chuyển lên 2008 thì tính là một cái payment nhà cộng luôn cash flow, nếu như mà người việc mua căn nhà cũng cỡ đó thôi đúng không Trâm? Và như vậy thì còn những cái builder mà bây giờ người ta có xây thêm những khu nào mới nên là có bỏ bằng ai gì? Ok, thì để trả lời câu hỏi đó Liêm thì cũng rất là hay, cái câu hỏi Liêm đặt ra đó cũng rất là thiết hợp luôn. Thì builder từ cái lúc mà Covid đó chị, là họ một khu rất là to, họ lại để dần, họ chỉ xây chậm chừng, nghĩa là ai đặt họ mới xây thôi. Đó là cái thời gian họ xây rất là bất bình thường, hồi xưa có 4 tháng thôi, thời bình thường 2018-2019 xây nhà 4 tháng, có nhiều nhà 3 tháng. Từ thời Covid cho tới cuối năm vừa rồi xây cái nhà tại là 8 tháng tới 12 tháng thôi. Và họ cầm chừng để họ coi, thứ nhất là coi họ tăng giá được không, hoặc là nhiều, ví dụ nhiều quá họ bị dư họ sẽ bớt xây lại. Đó cách builder nó thành ra dù lúc mình đi mình cũng không có nhiều lựa chọn, họ xây gì thì mình tới mình mua thôi. Nhưng mà cũng một phần đó có nhiều người lại đặt xây nhà, họ lựa đất và xây đó, tới ngày hôm nay tiền lời cao họ bỏ gì rất nhiều. Nên thành ra builder lại có thêm một cái số inventory home để mà bán ra. That's why là tại sao thời điểm này họ lại bớt giá này vậy. Và nếu đó là một cái vấn đề mà vấn đề của builder, tất nhiên là cái quyền lợi của người buyer. Thưa quý vị, nếu mà đó là một cái tin tức mà Trâm và cái Trâm là làm công việc này là mỗi hàng ngàn, thưa quý vị, thứ bảy chủ nhật luôn, và bên cạnh đó nữa là nhóm marketing thì lúc nào cũng đi ra và builder đi quay, thì đây là đối với builder mình không có mong muốn là ai bị trouble hết, nhưng mà đây là những công việc làm ăn. Khi mà cái builder có quá nhiều nhà thì đưa ra thị trường, thì lúc đó là cái lúc mà quý vị buyer đến với họ rất dễ dàng để thương lượng, nên có thể nói đây là một cái tin tức tốt cho quý vị buyer. Mặc dù quý vị rất ghét để nghe tiền lời, nhưng mà nếu mà nói về cái tiền lời của lúc mà thôi vào làm trong cái ngành nghề này, thưa quý vị, là 7.1-2 năm cho những quý vị có income chứng minh đàng hoàng. Còn bây giờ mình cũng khoảng vào năm thứ 6 chấm thì vẫn là một cái con số không có gì mà gọi là ghét hay là không thích hết. Và giá nhà thì lại được thương lượng, được giá thấp đi, thì đây là cái lúc mà mình có thể lựa chọn. Còn hơn lúc đó tiền lời thì thấp nhưng mà nhà thì đưa lên cao. Và đây là một vấn đề. Và cái vấn đề thứ hai nữa là có nhiều quý vị, đặc biệt là người châu Á của mình, đôi khi ấy, là mình biết được tiền lời thấp thì ok, mình thôi mình đau mình đi mượn tiền, mắc cái gì đâu mà mình phải lấy tiền ra mình xài. Còn bây giờ nếu mà quý vị đang có tiền mà quý vị cảm thấy không thích cái tiền lời quá cao đó, mình có thể dùng tiền của mình để mình mua cái nhà, vì đây là lúc mà quý vị được trả giá cho cái nhà đẹp và nằm trong cái giá cảm thấy ưng ý nhất, thì nó vẫn là tết. Đó là lý do tại sao mà khi mà nói nhiều phân tích cái này thì con cảm thấy là vẫn không có sự thay đổi nhiều, nhưng mà mọi người thì đang giống như sâu sao, cái đó mình gọi là tin đồn thôi, do cái view, cái opinion của mỗi người. Thì thí dụ như thấy tiền lời lên chắc mình nói chắc không ai đi mua đâu, mình bóng thế nào cũng xuống để cho mình
đi mua giống vậy, rồi tiền lời lên quá kinh tế bắt đầu xuống, mình hút tiền lời sẽ xuống rồi mình sẽ đi mua, nhưng khi mà tiền lời xuống xong cái mình đi mua cái mình giảm đúng rồi. Đây, giá nhà tăng lên nhiều mới vậy. Đó là cái một trong những cái cách mà tôi nhìn thấy market của địa ốc ở trong cái thị trường hiện địa ốc từ 20 năm qua, nên nó có rất nhiều anh chị cũng hỏi thôi là em nghĩ là có sắp sửa phô cô chưa. Nói dạ chưa, vì khi mà nhà xuống một em nhà chưa có xuống, nhà xuống với điều kiện phải có nhiều phô cô đưa ra thị trường, nhưng mà so far cái chữ follow nó không có, nếu có là nó rất rất là ít, phải có những cái chuyện gì riêng tư của một cái gia đình đó nó mới có thể xảy ra cái đó, chứ còn tình trạng follow thì không có. Và khi mình nói về cái tình trạng này á, thì tôi cũng nói luôn thưa quý vị là trước năm 2008, vì quý vị có kinh nghiệm về cái sự follow là vì là ngày xưa nhà băng đã quá dễ dàng để cho những người mượn tiền mượn, nên điều đó mới xảy ra. Nhưng mà người ta mình nói chỉ dạy dỗ một lần thôi, sau này nhà băng rất là giỏi và rất là khó, nên nó cái chuyện mà phải bỏ nhà là bớt đi và bớt đi rất nhiều, nên đó là lý do tại sao tôi vẫn chưa nghĩ là có cái chuyện phong lâu ở đây. Vì vậy nên nó là tôi vẫn mong rằng đây là một cái tin tức mà quý vị nghĩ là nếu mua nhà vẫn đi mua nhà thôi, chứ còn mình chờ để đi về phong lâu thì trừ khi kinh tế của nước Mỹ có chuyện gì. Dạ, yeah. Chứ còn hiện giờ là trong ngành địa ốc của mình thì không có gì hay không hết. Dạ. Chứ hẳn là một chuyện tốt cho những người bài mixed review. Nhưng mà Thanh Liêm có điều mà chị Hoa nói cũng rất là hay, đó là một số quý vị mà có tiền mặt đó thì quý vị bây giờ mình sẽ phải mượn. Với tiền lợi thấp thì bây giờ quý vị có thể dùng tiền mặt đi. Như vậy thì thị trường bây giờ trong thấy rất nhiều cash buyer. Có. Thưa quý vị là bây giờ có luôn, nghĩa là cũng build đòn, hồi xưa họ rất là khó cho cái vấn đề mà họ không có flexible với chị mà khách đi mượn lô xong sau khách chuyển qua cash đúng không, mà bây giờ họ rất là dễ luôn. Nghĩa là cái incentive, cái tiền mà closing cost 2-3% mà họ cho khi làm lô nó chuyển qua cash họ cho luôn, cho mày hỏi đi hỏi lại, ủa ai dung xu á, tại xương cái giờ, tại vì lên với chị thôi biết là chiều khi nào mà mình mượn lô với họ, họ mới cho mình nhiều incentive để chi, để sau này họ lấy tiền lời đó họ bù vô thì cũng vậy thôi đúng không. Nhưng mà bây giờ cash họ không hiểu luôn, tại vì sao vẫn là vấn đề inventory, họ đẩy được cái nhà nào mà xong rồi mà nằm đó mà đi sớm thì họ chấp nhận luôn. Thì thật sự builder đã tính hết rồi, builder rất là lợi. Đúng rồi, nhưng mà so với thị trường những người mua rồi đó thì thật sự mình là không có lợi. Dạ, thì tại vì có một cái nhà mới gần đây đúng không, hôm qua hôm kia khách làm mượn loan nhưng mà khách làm appraisal á, thì khách nói trời ơi cái giá của khách mua rẻ hơn rất là nhiều, nghĩa là và định nghĩa là định giá ra là mình gần rẻ hơn những nhà mà mới mua cái đây mấy tháng, thành ra rất là lợi. Cái đó là cái chân thật nhất thể hiện được cái hiện thực của cái thị trường bây giờ, nghĩa là ví dụ mình đi ra builder mình deal được, họ nói giá rồi mà nó hơi bớt rồi mình có thể xin được xuống và mình được tiền nữa. Bây giờ mình đi builder cái nhà băng của builder được, mình đi ra ngoài với cái công ty của mình, ví dụ công ty mortgage của bên công ty của mình đi thì là họ cũng cho cái tiền mang theo. Chứ hồi xưa đó, họ đi ra ngoài là họ đâu có được, mình đâu có được đâu. Nhưng bây giờ nếu mà builder deny là mình được mang theo cái tiền này, và tiền cash cũng vậy luôn. Nếu, nhưng mà tất nhiên thì cái tiền cash thì cái losing cost mình không có nhiều, nhưng mà at least mình được cover hết. Chứ hồi xưa tiền mặt là không được hết á, title policy họ cũng không trả mà. Nhưng mà tức là nếu như mình nghĩ nếu mà cash buyer vẫn còn nhiều đó, thì cái việc đó. Mà cái việc mà quý vị chờ đợi cái nhà mà xuống giá bởi vì tiền lời cao thì sẽ khó. Rất là khó. Tại vì khi mình người ta vẫn phải dành nhau, mình cần số lượng khách về rất là nhiều, và đặc biệt là biết là một số người là không chỉ là ở Texas mà còn ở những cái bang khác dọn qua. Như chị Hoa nói là phải có cái gì đó xảy ra mà để cho cái foreclosure nó nhiều, thì phải có cái gì đó lớn xảy ra chứ không phải là lay off. Nhưng mà so far thì khi cái tình gần nhất lay off của những khách không thì không có ở không có. Bây giờ mình rất là hay là kinh tế ở Houston, mình ở Texas mình nói chung rất là tốt. Rất là vẫn còn nhiều triển vọng. Dạ đúng. Nên đó là quý vị mình mua mình cứ mua, quý vị mình đừng chờ đợi vì cái sự chờ đợi có thể là vô vọng không biết chừng nào. Nhưng mà thì nói vậy thôi chứ có công ăn việc làm, mình có mua nhà mắc chút xíu nhưng mà có công ăn việc làm vẫn tốt hơn là nhà rẻ và tiền lời xuống mà mình không có công ăn việc làm thì thật là kinh khủng. Với lại em cũng thấy một cái là những quý vị investor lại bắt đầu rồi mình đi mua rồi. Wow.
tại vì họ nghĩ là ủa bây giờ giá nhà mới cũng rớt mà tại sao họ không mua bây giờ, họ đợi khi giá nhà mới mà bình thường lại. Builder họ đâu bán cho người investor đâu, builder họ rất là strict trong bán nhà cho investor. Trong một năm họ chỉ lựa ra một vài giai đoạn để họ bán cho investor thôi, và đây đang là giai đoạn mà bởi vì mỗi builder nào cũng chịu bán cho investor. Chỉ là mỗi một khu họ có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm là chính xác, rất là nhỏ nhưng mà đều bây giờ hiện tại như trong nói cũng là do cái số lượng nhà inventory nên họ ready bán cho investor luôn, và investor được rất là good deal, vẫn được tiền cái loan cost mà hiện bài mình buy down ready xuống thôi đúng không vậy, không có sao đâu. Thì thật ra là mỗi cái khu tùy theo cái builder lúc mà họ làm cái repression ở trong cái home association lúc mà đưa ra quốc thì họ sẽ nói 15% gì đó. Nhưng mà bây giờ mấy anh chị mua buyer thật sự đâu có điều kiện đi mua đâu, thì bây giờ 15% đó đâu có ai dành đâu, thì mấy anh chị cứ ra quân và mình mua về trước đi, rồi mấy mốt rồi mấy anh chị mà thật sự là buyer thì không sao đâu. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái, tại vì builder là do họ bỏ tiền ra cái khu đó, cái quan trọng nhất là họ đâu có muốn họ chết họ chết đứng ở đó, nên là họ phải làm một cách, làm cái gì đó để cho có thêm người vào mua trong cái khu của họ. Chứ bây giờ nói là mình chỉ bán cho buyer mà buyer không có ai đi mua thì hồi đó tất nhiên là nhà cửa của mình là nằm ra đó, rồi mỗi ngày builder phải trả tiền cho cái một mortgage của họ, vì họ builder mình nghe quay lắm quý vị, nhưng mà họ vẫn là một người đi mượn tiền nhà băng để làm ăn. Và nên á mà họ trả tiền lời, họ không phải trả tiền từ cái nhà, nhưng mà không phải là prorate interest gì ở đây hết, một lần họ trả là nguyên một khối, nghĩa là nguyên một cái section. Nên bây giờ không đi thì ở đây cứ ngồi trả ngoài thì rất là mệt. Nên đối với mình 10.000, 20.000 có thể lớn, nhưng mà nếu mà phải đưa đi một lượng hai ba cái nhà cùng một lượng mà 10.000, 20.000 rất là con số nhỏ đối với họ, là cả triệu hơn đúng không nè. Và tiền lời của họ là mấy chục ngàn là chuyện bình thường, nên rất là cần là đi. Thì cái những cái vấn đề mà có nhiều inventory hay không thì những cái vấn đề này là do realtor biết nhiều nhất, và đặc biệt là những realtor local thì mình biết nhiều hơn, tại mình cứ đi tới đi lui là mình biết còn bao nhiêu, bán được bao nhiêu. Thì cái người realtor sẽ giúp cho quý vị ở một cái cách tốt nhất khi mà thu được. Dạ vâng, rất là mừng là hôm nay có Trâm ở đây nói chuyện ký mình nghe một cái tình cũng cảm thấy là cái rất là tốt, rất là đầy hy vọng. Thì ta nghĩ là nếu như mình có cái nhu cầu cố gắng mình mua, cái lúc đó mình có thể mua được, còn cái chuyện đoán thì có thể đúng cũng có thể sai. Thì đó là chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn update với quý vị những cái những gì đang diễn ra ngoài kia để cho quý vị có một chút xíu khái niệm, tại vì quý vị cũng nghe nhiều, thì hy vọng đây cũng là một cái show chuyện của chuyện nhà giúp cho quý vị biết thêm về tình hình thị trường tại Houston, Texas về nhà cửa. Rất cảm ơn Trâm. Thì ví dụ nếu như quý vị nào ở Houston hay là ở các địa bàn khác mà muốn liên lạc với Trâm hay là công ty BFG thì Hoa để nhờ người đại diện để đi gặp builder, tại vì anh nghĩ là builder rất là nhiều người đã quen mặt Trâm rồi, đã thì liên lạc như thế nào? Dạ thì quý vị cứ gọi vô số công ty là 718-988-1425, hoặc là quý vị cứ subscribe theo dõi cái YouTube BFG. Dạ vậy hình như là mình còn sẽ có cái chỗ để subscribe trong cái clip này đúng không? Thì quý vị cứ subscribe thì mỗi tuần mình lúc nào Trâm sẽ đi với chị Hoa hoặc là đi với một chị ở trong văn phòng để chia sẻ với quý vị những cái khu nhà nào mà là công ty đánh giá là tốt, có triển vọng, nghĩa là sau này họ mở có bán hay là đầu tư cũng tốt á, thì sẽ lúc nào cũng giới thiệu với quý vị để quý vị biết hết. Nhưng mà khi quý vị có ý định mua thì mình đừng chần chừ, mình đừng đợi, tại vì đợi lúc nào cơ hội cũng sẽ phục mất, cơ hội chỉ đến với những người nào mà biết tận dụng cơ hội thôi. Thành ra quý vị đừng đợi, tại vì thật sự builder họ cho bây giờ rất nhiều rồi, mình không thể nào mình nghĩ họ cho thêm được nữa hết, tại vì ai cũng có một cái budget riêng của mình. Thành ra là quý vị nhanh chân lên, tại vì mình không mua cùng người khác cũng mua không nha. Và trong đó không có đợi thì cũng đúng, là tại vì mình đi ra mỗi tuần quý vị, nên khi mấy cái incentive của mỗi tuần mỗi tháng khác nhau, nên đôi khi quý vị nhìn Trâm đang nói ngon lành vậy, cái muốn quý vị chậm cái từ sau thì ta mua hết rồi, tại vì inventory là chỉ có mấy cái thôi, chứ không phải là ngồi đây chờ tất cả năm cả mấy tháng, thì cái đó không phải. Nên nếu quý vị thực sự thích là phải làm gì hơn nha. Và bây giờ thì chương trình mình cũng hết rồi phải không nè, thì trước khi giờ làm sóng thì Liêm có cần nhắc quý vị cho những cái lớp học của chị Hoa không ha? Dạ có, mình vẫn nhắc quý vị luôn, là tại vì mỗi một tháng thì công ty BFG vẫn
hình. Đúng rồi. Thì sắp tới như mình đang có trong là tháng 3 tới thì sẽ là những cái lớp gì trong tháng 3? Mình có hai lớp ở trong tháng 3 này. Thì cái lớp đầu tiên của mình á là mình sẽ chỉ và hướng dẫn với mọi người để hiểu về cách bảo vệ tài sản và về những cái nhà cửa của mình khi mà những cái biến cố xảy ra như thế nào, thì mình phải biết làm sao để mà có thể giữ lại nó. Vì thưa quý vị, giống như là mình vừa trong vừa nói, nghĩa là nhà có nhiều khi là mình gom hết tài sản lại, nếu mình có khác thì mình trả hết rồi, nhưng nữa có gì không có cần bảo vệ tài sản. Nhưng thật ra vẫn có, nếu quý vị trả khác, những biến cố trong cuộc đời xảy ra quý vị vẫn phải lo như thường. Là vì nước Mỹ mình phải mua insurance và mua insurance và đóng thuế, đúng không nè? Và nhà của quý vị mà khá cao, chừng khoảng 500-600 ngàn, thuế của mình là 1,000 ở những cái khu mới. Nên á, mà mình nói là ô tôi trả rồi tôi cũng không có sợ, thì cái chuyện đó là ở bên đất nước của mình, chứ còn bên đây vẫn sợ như thường. Nên rồi có những quý vị mà mình để dành cả 4-5 năm trời, cả 10 năm để gom lại được một cái tiền đao, và xong thì khác mình, thì mình không bảo vệ được nó, thì đó là những chuyện đau lòng. Thì đó là một cái lớp vào đầu tháng 3, và cái lớp nữa là vào gần cuối tháng 3. Đó là cái lớp mà tôi sẽ chỉ quý vị để mà biết làm những cái về những cái mortgage, về những cái investment. Thì đây là những cái lớp học mà sẽ gửi đến với quý vị trong vòng tháng 3. Vì vậy nên là quý vị nghĩ là mình sẽ interest những cái lớp nào, và muốn công ty có thể giống như thông báo cho quý vị những cái lớp mà liên tiếp như vậy, thì quý vị cứ nhớ follow cái Facebook của công ty của mình, thì lúc nào những cái lớp cũng đưa lên. Và giống như là lời thôi và công ty PFG đã hứa cho năm nay là một tháng mình ráng có hai lớp dạy, để mình cố gắng mình để mình vô này nếp đàng hoàng và để phục vụ đến tất cả những quý vị khán thính giả của đài của tôi nè, rồi của những cái chương trình YouTube của mình, và những quý vị đọc luôn cũng như quý vị thân thuộc của công ty. Đó là cái cách mà công ty đang làm việc. Dạ, thì quý vị có thể sẽ thấy trong cái phần description cũng như là phần lower third của chương trình, cho quý vị thấy những cái thông tin về lớp học cũng như là cách cho quý vị ghi danh. Thì như Trâm đã chia sẻ với quý vị, số điện thoại là 713-988-1425. Quý vị có thể gọi và tự liên lạc cũng như hoặc là follow trên Facebook Research Realty Mortgage, và có thể gửi message vào trong Facebook để cho quý vị có thể ghi danh cho cái lớp, những cái lớp học của chương trình của công ty EFG. Thì văn phòng của công ty nằm ở trong khu dân cư 1 trên lầu 2 ở trung tâm Hoa. Thì đây là trung tâm của quý vị, cũng là thuận tiện cho quý vị. Mong là quý vị sẽ có thời gian để tham gia để biết, bởi vì đây là cái lớp học mà và bên cạnh đó chị Thoa cũng xin thay cũng xin nhắc quý vị là chị Kim Thoa cũng có hai show bên Việt Radio và Việt TV được gửi đến cho quý vị. Quý vị có thể gặp gỡ chị Thoa một show vào ngày thứ sáu vào lúc 4 giờ chiều, là show vun đắp tương lai, và ngày thứ ba thì sẽ có show điểm và tài chính vào lúc 4:30 chiều. Thì mỗi show thì chỉ có 30 phút thôi, thì cũng mong là quý vị có thể cùng tham gia, và nếu mà có hỏi gì thì chuẩn bị sẵn để đặt với chị Kim Thoa. Thì đến đây thì chúng tôi cũng đã sắp hết giờ rồi, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và mong là quý vị sẽ share chương trình rộng rãi cho bạn bè, cũng như là quý vị nhớ like một like cho cái chuyện câu chuyện nhà ngày hôm nay, cũng như là subscribe vào kênh YouTube PMC Nhà ở Mỹ. Dạ, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi hết nội dung của chương trình hôm nay, và bất cứ câu hỏi nào quý vị đừng chần chừ hãy gọi vô số của công ty. Dạ rồi, và em xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau khi có cái thằng gì nóng hỏi hơn nữa. Cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn Trâm rất là nhiều, và thân thầy cảm ơn quý vị một lần nữa là luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho giúp chi với mỗi chương trình và những cái cố gắng của công ty gửi qua cho quý vị trên YouTube. Quý vị cũng luôn ủng hộ và góp ý, đây là một cái sự cảm ơn rất là chân thành đến quý vị, và cũng như Trâm cũng như Liên cảm ơn rất nhiều cho sự theo dõi của quý vị trong chương trình chuyện của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và quý vị có một ngày an lành và phúc bình thịnh hơn. Xin hẹn gặp lại. Xin chào.